Hỏi, khi nói nhất thiết trí huệ là đã nói bao gồm cả các trí huệ thế gian và xuất thế gian rồi. Như vậy vì sao nói phải tu ba thừa trí huệ mới được viên mãn đạo thể? Đáp, ví như sữa trâu và sữa lừa, tuy đồng mà cũng khác. Sữa trâu có thể biến chế ra chất tô lạc, chất bơ, còn sữa lừa thì chẳng được như vậy. Pháp Phật và Pháp Ngoại Đạo đều dạy chúng sanh không sát sanh, không trộm cắp, không tà dâm, đều dạy nhiếp tâm tu quán và tu định, nhưng đạo quả thì rất sai khác. Vì sao? Vì Pháp Phật dạy chúng sanh dùng trí huệ bát nhã quán chiếu, còn hàng ngoại đạo do bị tà kiến chấp ngã trói buộc nên chẳng sao tự giải thoát được. Pháp ngoại đạo là hoại tướng, ví như da trâu để lâu ngoài trời dầm mưa dãi gió, ắt phải bị hủy hoại. Còn Pháp Phật là bất hoại tướng, giống như hư không, chẳng có gì có thể phá được vậy. Pháp Phật chẳng chấp thường nên chẳng bị rơi vào thường kiến. Vì sao? Vì nếu chấp thường thì chẳng có tội, chẳng có phước, chẳng cần phải lánh nạn, cũng chẳng cần phải tìm phước. Phật Pháp cũng chẳng chấp đoạn nên chẳng rơi vào đoạn kiến. Vì sao? Vì nếu chấp đoạn thì chẳng có tội, chẳng có phước, chẳng có đời sau, nên cũng chẳng cần tu hành, chẳng cần giữ giới. Ví như da trâu, sau khi bị mưa gió hủy hoại, chẳng còn gì nữa cả. Hỏi, thiền định trí huệ của hàng ngoại đạo như thế nào? Đáp, ngoại đạo dùng tâm chấp ngã mà vào thiền định nên khởi sanh nhiều ái mạn, do đắm trước thiền vị nên chẳng có thật trí huệ, thật thiền định. Hỏi, ngoại đạo cũng quán không, như vậy tại sao họ chẳng có được thật trí huệ? Đáp, ngoại đạo tuy có quán không mà tâm họ còn chấp tướng không, nên chẳng có được ngã không và pháp không. Bởi nhân duyên vậy nên họ chẳng có được thật trí huệ. Hỏi, khi vào vô tưởng định, ngoại đạo cũng diệt hết các tâm, như vậy vì sao nói họ còn chấp trước, họ không có được thật trí huệ? Đáp, vô tưởng định có định lực rất mạnh, khiến các tâm đều tiêu diệt. Thế nhưng đây chẳng phải là trí huệ được. Vì sao? Vì ở trong định ấy lại sinh ra tưởng niết bàn, như vậy là đọa vào điên đảo. Các tâm chỉ bị tạm diệt để rồi sẽ sanh khởi trở lại. Ví như người chẳng có mộng thì khi ngủ tâm chẳng có hành, nhưng khi vừa tỉnh dậy thì lại có các tâm hành như trước. Hỏi, vô tưởng định có các lỗi như vậy, còn phi hữu tưởng, phi vô tưởng định thì như thế nào? Đáp, ở trong định ấy vẫn còn tưởng vi tế mà thiền giả không biết đó thôi. Theo Phật Pháp thì phi hữu tưởng, phi vô tưởng định do tâm thức đi vào bốn chúng chú nhân, mà các chứng nhân đó đều thuộc về nhân duyên nên chẳng có thật sự an định. Vì sao? Vì đã có nhân, có duyên thì là vô thường, mà đã vô thường thì có khổ, có không, có vô ngã, là còn phải được xả vậy. Ngoại đạo vì ái trước trí huệ nên chẳng có được niết bàn giải thoát. Họ chỉ y chỉ vào sơ thiền để xả dục ở hạ địa, như vậy là còn chỗ sở y, còn có chỗ xả. Đến khi vào phi hữu tưởng, phi vô tưởng xứ thì họ chẳng còn chỗ có chỗ sở y nữa, khiến họ sợ mất cái ngã. Do vậy họ chẳng được vô sở đắc mà bị đoạn. Lại nữa, ngoại đạo trì giới không đến chỗ rốt ráo, ví như chấp sát sanh khi tế trời là chẳng phải tội. Phật Pháp chẳng phải như vậy, nên hơn xa Pháp ngoại đạo. Phật dạy phải nhiếp tâm tu tập các pháp thiện, bởi vậy nên người trí ở trong Phật đạo tu được rốt ráo các pháp thiện, khiến dễ thấy được thật pháp. Biển Phật Pháp mênh mông vô lượng vô biên, Phật tùy theo căn trí của chúng sanh mà thuyết ra các pháp có sai khác, hoặc nói có, hoặc nói không, hoặc nói thường, hoặc nói vô thường, hoặc nói khổ, hoặc nói lạc, hoặc nói ngã, hoặc nói vô ngã, hoặc nói tu hành ba nghiệp là nhiếp hết thảy các pháp thiện, hoặc nói hết thảy các pháp là không, là vô tướng, là vô tác, vân vân. Như vậy, Pháp Phật thuyết ra có nhiều pháp môn khác nhau. Người vô trí khi nghe chẳng sao có thể phân biệt được, còn người trí vào được ba pháp môn nên biết rõ hết thảy lời Phật dạy đều là thật pháp, chẳng có trái nhau. Hỏi, ba pháp môn gồm những pháp môn gì? Đáp, đó là côn lạc môn, a tỳ đàm môn, không môn. Hỏi, thế nào gọi là côn lạc môn? Đáp, khi Phật còn tại thế, ngài Maha Kachendriyan đã ghi lại lời Phật dạy gồm 320 vạn lời sau khi Phật diệt độ rồi. Vì người đời kém huệ, trí huệ kém sút nên các bậc tăng sĩ soạn lại còn 38 vạn 4 ngàn lời, lập thành một pháp môn gọi là côn lạc môn.
Những người nào vào được Côn Lạc Môn mà luận nghị thì sẽ được biện tài vô ngại, luận thuyết vô cùng tận. Trong Côn Lạc Môn có hai phần chính, đó là tùy tướng môn, đối trị môn, ngoài ra còn rất nhiều môn khác nữa. Ví như bài kệ Phật thuyết sau đây nhiếp về tùy tướng môn, chớ làm việc ác nên làm việc lành, tự tịnh ý mình, đó là Phật Pháp. Lời nói xúc tích trong bài kệ ấy bao gồm cả bốn niệm xứ, mà cũng chẳng ly bốn chánh cần, bốn như ý túc, năm căn, năm lực. Lại nữa, bài kệ do Ngài Tỳ Kheo Mã Tịnh thuyết cho Ngài Xá Lợi Phất nghe, nhiếp về đối trị môn. Các pháp theo duyên sanh, lại cũng theo duyên diệt. Phật vị đại sa môn, bổn sư tôi thuyết vậy. Chỉ trong một bài kệ ngắn như vậy mà có đủ cả ba đế, chân đế, tục đế, đạo đế. Cả ba đế chẳng rời nhau, đây là tùy tướng môn vậy. Cũng nên nhắc lại rằng đối trị môn là pháp môn phá chấp trước, phá tà kiến của chúng sanh, nhằm đem lại sự hiểu biết chân thật. Như Phật thuyết vô thường khổ không vô ngã là nhằm đối trị bốn tà chấp điên đảo của ngoại đạo và phàm phu về thường lạc ngã tịnh vậy. Tuy chẳng nói về bốn niệm xứ mà đã hàm chứa đầy đủ ẩn nghĩa của bốn niệm xứ ở bên trong. Khi nói đến bốn điên đảo là nói đến tà kiến, tức là gián tiếp nói về các kiết sử phiền não. Còn khi nói đến các căn bản phiền não là bao gồm chung tất cả các phiền não chính và các phiền não ngọn ngành. Ví như khi nói ba độc là nói bao gồm cả 15 thứ ái trước thuộc về tham, 5 thứ sân nhuế thuộc về sân và 15 thứ vô minh thuộc về si. Sau khi đã cho chúng sanh biết rõ ràng tất cả các kiết sử và phiền não đều do ba độc tham sân si, Phật mới dạy chúng sanh tu tám thánh đạo, rộng hơn nữa tu 37 phẩm trợ đạo, nhằm giúp họ đối trị ba độc và đưa họ vào Phật đạo. Hỏi: thế nào gọi là A Tỳ Đàm môn? Đáp: pháp Phật dạy thậm thâm vi diệu khi Phật còn tại thế, các bậc lợi căn thượng trí vừa nghe xong lời Phật dạy là liền chứng được đạo quả. Thế nhưng đa số người học Phật do độn căn thiểu trí nên chẳng sao thâm nhập được vào biển Phật pháp mênh mông. Bởi nhân duyên vậy, các đệ tử của Phật mới hiến soạn ra các bộ luận để giải rộng về nghĩa lý thâm sâu siêu việt của Phật Pháp, nhằm giúp người học Phật được mở mang trí huệ dễ dàng trong việc tu học vậy. Trong Phật Pháp có rất nhiều bộ luận giải lời Phật dạy, được gọi chung là A Tỳ Đàm. Ví như chỉ một lời ngắn gọn của Phật, hết thảy các pháp hữu vi đều là vô thường, nếu chẳng được khai triển giảng giải rõ thì rất khó có thể hiểu được. Thật vậy, nếu không có chánh ước niệm thì chẳng sao nhập được vào chánh vị. Phải ở nơi đệ nhất pháp mới nhập được vào chánh vị, mới chứng được bốn quả thanh văn. Bởi vậy nên về sau các đệ tử của Phật mới giải rõ về các tướng của đệ nhất pháp. Các luận giải như vậy nhiếp về A Tỳ Đàm môn. Hỏi: thế nào là không môn? Đáp: như nói về sanh không và pháp không là nói về không môn. Trong một buổi pháp thoại với vua Tần Bà Sa La, Phật dạy: này đại vương, sắc khi sanh là không sanh, sắc khi diệt là không diệt. Cũng như vậy, các hành khi sanh là không sanh, khi diệt là không diệt. Bởi vậy ở trong đó chẳng có ngã, chẳng có thần, chẳng có nhân. Cho nên nói, các pháp là vô ngã, vô thần, vô nhân. Từ vô thỉ đến nay, các pháp đều do duyên hòa hợp sanh mà giả sanh là có. Người vô trí ý theo danh từ để cầu thật pháp nên bị lầm lạc, chẳng sao được như nguyện. Lại nữa, trong kinh Đại Không Phật có dạy, do vô minh duyên khởi mới có sanh, có già, có chết, hay nói rộng hơn, có đủ cả 12 nhân duyên. Nói như vậy là nói về sanh không và pháp không. Đặt câu hỏi ai sanh, ai già, ai chết đều rơi vào tà kiến cả. Sở dĩ có sanh, có già, có chết là vì có hữu, có thù, dẫn đến có ái, có thọ, có xúc, có lục nhập, có danh sắc, có thức, có hành, tất cả đều do vô minh. Như vậy nếu có người nói thân tức là thần, thần các với thân, vân vân, đều là tà kiến cả. Lại nữa, trong kinh Phật dạy, sanh đã là không thì già chết cũng không, vì đều là hư vọng cả, dẫn đến vô minh cũng là như vậy. Cho nên các pháp đều là hư vọng, pháp đều chẳng thật có, đều là vô tướng cả, như vậy là nói về pháp không. Lại nữa, trong kinh Phạm Võng có dạy, 62 kiến chấp của hàng ngoại đạo đều là tà kiến chấp cả. Ví như nói thần là thường, thế gian là thường, là tà kiến, mà nói thần là vô thường, thế gian là vô thường cũng là tà kiến. Vì sao? Vì tự tánh của hết thảy các pháp đều là không. Biết rõ như vậy mới vào được nơi thật pháp vậy.
Hỏi, nói thần là thường là tà kiến còn hợp lý. Vì thần là tánh không, nhưng vì sao nói thế gian là thường, cũng là tà kiến? Đáp, thế gian vốn chẳng phải thường, mà phàm phu điên đảo cho là thường. Thế nhưng nói thần là vô thường, nói thế gian là vô thường, cũng vẫn là tà kiến. Vì sao? Vì thế gian, thần cũng như thế gian đều là tự tánh không, nên chẳng phải thường cũng chẳng phải vô thường. Hỏi, có lúc Phật dạy quán pháp hữu vi là vô thường, khổ, không, vô ngã. Người tu được như vậy là được đạo. Này vì sao lại nói quán vô thường cũng rơi vào tà kiến? Đáp, Phật tùy duyên hóa độ chúng sanh, có khi Phật nói về vô thường, có khi Phật nói về bất sanh diệt, vân vân. Trong kinh có chép một chuyện sau đây. Có một hôm ông Mana Nam đến trước Phật, bạch Phật rằng: Bạch Thế Tôn, con cũng như nhiều người ở thành Ca Tỳ La Vệ, vì quá khốn khổ nên tâm dao động, tự hỏi khi chết rồi sẽ về đâu. Phật dạy, này Mana Nam, người chẳng nên sợ. Người chắc chắn sẽ không sanh về chốn ác thú, mà sẽ sanh đến chỗ thiện. Ví như cây đã nghiêng về hướng đông rồi, thì khi có người chặt nó sẽ ngả về hướng đông. Bởi vậy nên người làm điều thiện, do có tín, có giới, có văn, có huệ, lại có phát tâm hành bố thí, thì khi chết chắc chắn sẽ được lợi ích, được sanh lên cõi trời. Cho nên biết tướng là vô thường, mà tánh chẳng phải vô thường vậy. Hỏi, nếu vô thường là chẳng thật có, thì vì sao Phật lại thuyết về vô thường? Đáp, như trên đã nói, Phật tùy duyên mà nói pháp, do muốn phá chấp thường mà Phật thuyết về vô thường. Còn đối với những người không tin có đời sau, Phật lại thuyết về các nhân duyên tội phước, dù trải qua trăm ngàn kiếp cũng chẳng mất. Như vậy là đối trị tất đàn, chẳng phải là đệ nhất nghĩa tất đàn. Nên biết rằng, hết thảy các pháp và nơi thật tướng đều chẳng phải thường cũng chẳng phải vô thường. Lại nữa, có nhiều lúc Phật thuyết về pháp không, thật tướng của hết thảy pháp đã là không, thì chấp thường chấp vô thường cũng đều là tà kiến cả vậy. Trong kinh có chép một chuyện về một ông Phạm Trí ở thành Ca Tỳ La Vệ đến vấn nạn Phật như sau. Ông Phạm Trí hỏi Phật, có một thứ đạo cứu cánh hay có nhiều thứ đạo cứu cánh? Phật dạy, chỉ có một thứ đạo cứu cánh, chẳng phải có nhiều. Ông Phạm Trí lại nói, phải có nhiều đạo cứu cánh, chẳng phải chỉ có một thôi đâu. Phật nói, nếu có nhiều thứ đạo cứu cánh thì chẳng phải là đạo chân thật. Vì sao? Vì hết thảy tà đạo chẳng thể gọi là đạo cứu cánh được. Rồi Phật hỏi tiếp, ông đã được đạo rồi chăng? Ông Phạm Trí đáp, trong hết thảy các pháp để được đạo thì pháp của đạo tôi là bậc nhất. Lúc bấy giờ Phật quay về phía một vị tỳ kheo, nguyên là một vị trưởng lão Phạm Trí, đang đứng hầu quả sau lưng Phật, và hỏi ông Phạm Trí rằng, ông có biết tỳ kheo này là ai chăng? Ông Phạm Trí cúi đầu hổ thẹn. Phật nhân đây thuyết kệ rằng, ai cũng nói cứu cánh, nhưng ai cũng chấp trước, lại tranh nhau hơn thua, tức là không cứu cánh. Trong các buổi luận nghị, khi biện minh lý nghĩa, tranh hơn thua phải trái, ắt có sanh vui buồn. Người thắng sanh kiêu mạn, kẻ thua lại ưu sầu. Bởi vậy nên người trí chẳng tùy nơi hai pháp, luận nghị rồi sẽ biết, pháp của đệ tử ta chẳng hư cũng chẳng thật, chọn chẳng có chỗ hoại. Nay ngươi muốn cầu gì, dụng ý hoại pháp ta? Ngươi đem trí cầu thắng mà lại tự hại mình. Trong kinh Thành Văn cũng có nhiều chỗ nói về pháp không, nhưng chẳng phải như trong kinh Đại Thừa Maha Diễn. Trong kinh Đại Thừa khi nói về pháp không, đã nói lên rằng tự tướng của hết thảy các pháp đều là không, tức là pháp tánh vốn thường tự không vậy. Như lời Phật dạy ngài Tu Bồ Đề, sắc tự không, thọ tưởng hành thức tự không, 12 nhân duyên, 37 phẩm trợn đạo, 10 Phật lực, 4 vô sở úy, 18 bất cộng pháp, đại từ đại bi, tát bà nhã dẫn đến vô thượng Bồ Đề cũng đều tự không cả. Hỏi, nói các pháp tánh thường tự không như vậy, sao chẳng bị đọa về tà kiến? Đáp, người vô trí chấp chẳng có tội, chẳng có phước, chẳng có đời sau, lại chấp người tự sanh rồi tự diệt như cây cỏ đất đá. Vậy là tà kiến. Vì sao? Vì họ chẳng quán được nội thân ngoại thân cũng đều là tự tướng không cả. Người theo tà kiến thường làm các việc ác, đoạn các thiện căn. Trái lại, người tu quán không chẳng khởi tâm chấp, đến việc thiện còn chẳng chấp hướng nữa, là khởi tâm làm việc ác. Người theo tà kiến phá không môn về cả hai mặt, nhân và quả. Có người chỉ phá quả mà không phá nhân, có người phá cả nhân lẫn quả, có người nói không nhân, không duyên, không tội, không phước, tất cả đều là không cả.
là người phá cả nhân lẫn quả vậy. Hỏi, người quán không cũng nói tất cả đều là không, như vậy giữa người tà kiến và người quán không đâu có khác gì. Đáp, người theo tà kiến cho rằng các pháp đoạn diệt rồi là thành không. Trái lại, người tu theo đại thừa thì biết rõ các pháp đều ở nơi thể chân không, chẳng thể phá, chẳng thể hoại. Như vậy hai bên hoàn toàn khác nhau, như lửa và nước, như cam lồ và độc dược vậy. Lại nữa, thể chân không chẳng phải có mà cũng chẳng phải không, đây là không tam muội. Còn người theo tà kiến tuy cũng nói không mà chẳng phải thật không vậy. Người tu quán không do trước đã có tu bố thí trì giới thiền định nên tâm lượng nhu nhuyễn, lại do các kiết sử đã mỏng nên mới vào được chân không. Trái lại, người vô trí chấp không là do tà kiến, chẳng phải do trí huệ mà biết được tánh không của các pháp vậy. Chỉ ví như người nghe nói muối làm tăng thêm mùi vị của thức ăn, có muối các thức ăn mới trở nên thơm ngon hơn, rồi bốc cả nắm muối bỏ vào nồi canh khiến chẳng sao ăn được vậy. Người vô trí khi nghe nói không môn là giải thoát môn để sanh tâm giải đãi, chẳng chịu tu các công đức mà lại muốn được pháp không, khiến phải đoạn mất thiện căn. Người vào được ba giải thoát môn rồi, do biết được rõ nghĩa của Phật Pháp nên chẳng rơi vào đối đãi, ở nơi mọi sự việc đều được vô ngại, tức đã được bát nhã ba la mật rồi vậy. Những người nào không rõ nghĩa bát nhã ba la mật mà vào trong pháp môn A Tỳ Đàm thì liền rơi ngay vào chấp có, chấp không, dẫn đến vào trong pháp môn côn lạc, cũng là như vậy. Trái lại, Bồ Tát hành bát nhã ba la mật do biết hết thảy các pháp là vô tướng, mà cũng biết rõ hết thảy tướng của các pháp, biết rõ hết thảy tướng đều là một, không khác. Nói rõ hơn, vô tướng cũng tức là nhất tướng vậy. Hỏi, làm sao Bồ Tát biết được hết thảy các tướng đều chỉ là một? Đáp, Bồ Tát quán hết thảy các pháp chỉ là một tướng, không khác, nhất tướng. Vì sao? Vì hết thảy các pháp đều do duyên sanh, đều là như huyễn như hóa, chỉ là giả danh, chẳng có thật. Do từ nơi một tâm nhất tâm mà duyên sanh ra các pháp, nên tướng của hết thảy các pháp đều chỉ là một tướng nhất tướng. Hỏi, vì sao ở nơi không có pháp, nơi vô pháp mà lại có sanh tâm? Đáp, nói không vô cũng tức là đã nói có hữu rồi vậy. Vì sao? Vì không là do đối đãi với có mà thành. Bồ Tát quán các pháp là vô tướng, là nhất tướng. Quán nơi các pháp chẳng có tự tướng, cũng chẳng có tha tướng, do nói có pháp mới có sanh tâm. Vì như nếu nói trâu là pháp thì dê cũng là pháp, lại nếu nói pháp là không thì trâu dê đều là không cả. Bồ Tát quán hết thảy các pháp đều do một nhân sanh nên đều là một. Vì sao? Vì hết thảy các pháp đều do một tâm sanh ra nên hết thảy các pháp tướng đều chỉ là một tướng, nhất tướng. Ví như nói một hợp với một thành hai, một hợp với hai thành ba. Như vậy nếu khẳng định một là có thật thì hai, ba đều là hư dối, mà hai, ba đã là hư dối thì một cũng chẳng có thật vậy. Bồ Tát lại quán các pháp là vô sở nhân, tức là chẳng có nhân sanh ra, nên quán thân người là sanh diệt, là vô thường. Vì sao? Vì nếu quán có nhân sanh thì là vô cùng vô tận. Nhân sanh ấy phải do nhiều nhân sanh trước tiếp nối nhau trong quá khứ, rồi nhân sanh ấy lại dẫn sanh ra nhiều nhân sanh sau tiếp nối nhau trong tương lai, cứ như vậy mãi, nên là vô cùng vô tận. Nếu nhân đã sanh diệt là vô thường thì nhân ấy chẳng phải là nhân, tức là vô nhân vậy. Tướng có mà lại không, tức là vô tướng. Pháp có mà lại không, tức là vô pháp. Nhân có mà lại không, tức là vô nhân. Bồ Tát lại quán hết thảy các pháp đều có tướng. Ví như đất có tướng cứng, tướng nặng, nước có tướng ướt, tướng lạnh, lửa có tướng nóng, gió có tướng động, hư không có tướng dung chứa các vật. Các tướng còn được phân biệt giải thích rõ ràng, như nói có đây, có kia, trái, phải, trên, dưới, đông, tây, vân vân, là nói về phương tướng, nói có tâm độc ác làm hại chúng sanh, là nói về tội tướng, nói có tâm từ bi thương xót chúng sanh, là nói về phước tướng, nói có tâm không chấp trước các pháp, là nói về giải thoát tướng, nói có tâm chấp trước các pháp, là nói về phước tướng, nói ở nơi hiện tiền rõ biết hết thảy pháp vô ngại, là nói về Phật tướng, vân vân. Quán hết thảy các pháp đều có tướng như vậy rồi, Bồ Tát lại quán hết thảy các pháp đều là vô tướng. Vì sao? Vì hết thảy các pháp đều do duyên hòa hợp sanh nên đều là tự tướng không, là tự tánh không.
ví như do các duyên sắc, hương vị, xúc hòa hợp với nhau mà đất được tạo thành, được gọi tên là đất, chẳng phải chỉ riêng sắc làm ra. Vì nếu chỉ có riêng sắc làm ra đất thì đất chẳng có hương, chẳng có vị, chẳng có thể xúc chạm được hay sao? Thế nhưng đất là một pháp, mà sắc hương vị xúc là bốn pháp. Làm sao bốn pháp có thể thành một pháp và một pháp có thể thành bốn pháp được? Bởi vậy nên đất chẳng phải là sắc, chẳng phải là hương, chẳng phải là vị, chẳng phải là xúc, mà ngược lại nếu rời bốn pháp này ra thì cũng chẳng sao có được đất vậy. Hỏi trên đề nói, đất chẳng phải là sắc hương vị xúc, nhưng lại nói đất do duyên hòa hợp của bốn pháp ấy mà được tạo thành. Như vậy đất có an trú nơi bốn pháp ấy không? Đáp, khi nói đất do duyên hòa hợp của bốn pháp ấy sanh thì đất chẳng phải là bốn pháp ấy, chẳng an trú nơi bốn pháp ấy. Ví như cha mẹ sanh con thì con chẳng phải là cha mẹ, chẳng ở nơi cha mẹ, nhưng cũng chẳng ly cha mẹ mà tự có được vậy. Ngoài ra phải lấy mắt nhìn sắc của đất, lấy mũi ngửi hương của đất, lấy lưỡi nếm vị của đất, lấy thân xúc chạm với đất, và dùng nhãn thức, tỷ thức, thiệt thức, thân thức phối hợp với ý thức để phân biệt thì mới có thể biết được đất. Trái lại, nếu không dùng đến các căn và thức để nhận biết đất thì chẳng có pháp mang tên đất vậy. Cho nên danh và tướng của đất đều giả lập, chẳng thật có. Hỏi, đất có tướng cứng, nói như vậy cũng có lỗi chăng? Nếu nói như vậy là có lỗi thì vì sao trong A Tỳ Đàm cũng nói đến danh tướng và nói đến đất là sắc pháp do bốn đại tạo thành? Đáp, đây là tùy thuận thế gian mà nói có danh có tướng. Lại vì thế gian chấp sắc tướng nên nói đất là sắc pháp do bốn đại tạo thành. Thế nhưng danh và tướng đều là giả lập, chẳng phải thật có. Trước đây nói đất là sắc là có lỗi lầm, này nói đất có tướng cứng cũng lỗi lầm nữa. Dùng mắt có thể thấy được sắc tướng của đất, nhưng chẳng có thể thấy được tướng cứng vậy. Lại nữa, nếu mắt thấy được tướng cứng của đất thì cũng phải thấy được tướng ướt của nước, tướng nóng của lửa, tướng di động của gió. Các tướng cứng, ướt, nóng, di động nêu trên đây là biệt tướng của từng chất chính đại trong bốn chất chính cấu tạo ra vạn vật bốn đại, xét theo từng chủng loại riêng đại chủng. Thế nhưng ở nơi mỗi chất đều có sự hiện diện của ba chất kia, cho nên nói đất do bốn đại tạo thành. Hỏi, bốn đại chẳng rời nhau, trong đất cũng có nước, gió, lửa, trong lửa cũng có đất, nước, gió, vân vân. Như vậy thì làm sao còn có thể là đất, là lửa được nữa? Đáp, chẳng có thể nói như vậy được. Hãy lấy thí dụ về lửa. Nếu trong lửa có mặt cả bốn đại thì tất cả bốn đại đều nóng cả. Vì nếu ba đại kia mà không nóng thì lửa chẳng được gọi là lửa. Còn tất cả đều nóng thì ba đại kia phải bỏ tánh riêng và đều gọi chung là lửa. Lại nữa, nếu nói trong đất thành phần lửa ít thì dù ít lửa cũng vẫn là lửa không khác. Nếu thành phần lửa nhiều mà biết được thì thành phần lửa ít cũng phải biết được. Nếu chẳng có biết được thì tướng của các nhân tác thành đất, thành lửa đều bất khả đắc, dẫn đến tướng của hết thảy pháp cũng đều bất khả đắc cả. Hỏi, có người nghĩ rằng pháp vô tướng là pháp có tướng vô tướng, nghĩ như vậy có đúng chăng? Có phải vì pháp là không mà nói là vô tướng chăng? Đáp, dùng vô tướng là để phá pháp tướng. Nếu lại còn chấp có tướng vô tướng thì cũng vẫn là chấp pháp tướng vậy. Phải vào được thật tướng các pháp mới hiểu rõ được thâm nghĩa, nên biết vô tướng cũng tức là tự diệt tướng vậy. Ví như lửa và củi, khi lửa đã đốt cháy hết củi rồi thì lửa tự tắt. Các bậc thánh hiền hành vô tướng tam muội là hành vô tướng pháp vậy. Bồ Tát quán hết thảy các pháp chẳng có hợp, chẳng có tan, chẳng có sắc, chẳng có hình, chẳng có đối, chẳng có thuyết được, và rõ biết hết thảy các pháp đều là nhất tướng, nghĩa là chỉ một tướng, đều là vô tướng, nghĩa là tự tướng không vậy. Hỏi, thế nào gọi là quán các pháp là vô tướng? Đáp, đó là quán hết thảy pháp đều nhiếp trong hai pháp, ví như danh và sắc, sắc và vô sắc, hữu đối và vô đối, hữu vi và vô vi, hữu lậu và vô lậu, vân vân, dẫn đến có 200 thứ hai pháp trong kinh Thiền Vấn còn nói rõ. Lại có các thứ hai pháp khác, ví như nhẫn nhục và nhu hòa, cung kính và cúng dường, tài thí và pháp thí.
Huệ phân biệt và huệ tu đạo dưới cụ túc và chánh kiến cụ túc, tướng chánh trực và tướng nhu hòa, định và huệ, niệm huệ và xảo huệ, minh liễu và giải thoát, thế đế và đệ nhất nghĩa đế, đợi thời giải thoát và bất hoại tâm giải thoát. Hữu dư niết bàn và vô dư niết bàn, sự cứu cánh và nguyện cứu cánh, nghĩa cụ túc và ngữ cụ túc, thiểu dục và tri túc, pháp tùy và pháp hành, tận trí và vô sanh trí, vân vân. Như vậy có vô lượng thứ hai pháp, lại có các thứ ba pháp, ví như ba đạo, kiến đạo, tu đạo và vô học đạo, ba tánh, đoạn tánh, ly tánh và diệt tánh, ba cách tu, tu giới, tu định và tu huệ, ba thứ Bồ Tát, ba thứ Bồ Đề, Bồ Đề Phật, Bồ Đề Bích Chi Phật và Bồ Đề Thanh Văn, ba thừa, Phật thừa, Bích Chi Phật thừa và Thanh Văn thừa, ba pháp quy y Phật, quy y Pháp và quy y Tăng, ba pháp tăng thượng, tự tăng thượng, tha tăng thượng và pháp tăng thượng, ba nghiệp, thân nghiệp, khẩu nghiệp và ý nghiệp, ba phước xứ, bố thí trì giới và thiện tâm, ba khí tượng, văn khí tượng, huệ khí tượng và ly dục khí tượng, ba luân, biến hóa luân, khai tha tâm luân và giáo hóa luân, ba giải thoát môn, không vô tướng và vô tác, vân vân. Như vậy có vô lượng ba thứ pháp, lại có các thứ bốn pháp, ví như bốn niệm xứ, bốn chánh cần, bốn như ý túc, bốn thánh đế, bốn thánh chúng, bốn quả sa môn, bốn trí, bốn đạo, bốn nhiếp pháp, bốn y, bốn thông đạo thiện căn, bốn thiên nhãn luân, bốn kiến pháp, bốn vô sở ý, bốn vô ngại pháp, bốn vô lượng tâm, vân vân. Như vậy có vô lượng thứ bốn pháp, lại có các thứ năm pháp, ví như năm chúng vô học, năm xuất tánh, năm xứ giải thoát, năm căn, năm lực, năm trí, năm ana hàm, năm tịnh cư thiên, năm trí đạo, năm trí tam muội, năm thánh phân chi tam muội, năm như pháp ngữ đạo, vân vân. Như vậy có vô lượng thứ năm pháp, lại có các thứ sáu pháp, ví như sáu pháp xả, sáu pháp ái kính, sáu thần thông, sáu bậc a la hán, sáu huy địa kiến đế đạo, sáu niệm tùy thuận, sáu định, sáu ba la mật, vân vân. Như vậy có vô lượng thứ sáu pháp, lại có các thứ bảy pháp, ví như bảy giác chi, bảy thánh tài, bảy ý chỉ, bảy tưởng định, bảy diệu pháp, bảy tịnh, bảy tài phước, bảy phi tài phước, bảy pháp trợ định, vân vân. Như vậy có vô lượng thứ bảy pháp, lại có các thứ tám pháp, ví như tám thánh đạo, tám bối xả, tám thắng xứ, tám đại nhân giác, tám tinh tấn, tám trượng phu, tám bậc a la hán, vân vân. Như vậy có vô lượng thứ tám pháp, lại có các thứ chín pháp, ví như chín thứ đệ định, chín danh sắc đẳng diệt, chín vô lậu trí, chín vô lậu địa, chín địa tư duy đạo, vân vân. Như vậy có vô lượng thứ chín pháp, lại có các thứ mười pháp, ví như mười vô học pháp, mười tưởng, mười trí, mười nhất thế nhập, mười thiện đại địa, mười Phật lực, vân vân. Như vậy có vô lượng thứ 10 pháp, lại có các thứ 11 pháp, 12 pháp, 13 pháp, vân vân. Ví như 11 pháp trợ thánh đạo, 12 pháp nhân duyên, 13 pháp xuất thế, 14 tâm biến hóa, 15 tâm kiến đế đạo, 16 hạnh anapana, 17 thánh hạnh, 18 bất cộng pháp, 19 ly địa, 89 quả hữu vi, 89 quả vô vi, 162 tư duy đạo có công năng phá giải phiền não, vân vân. Như vậy có vô lượng tướng pháp khác nhau, có sanh có diệt, có tăng có giảm, có đắc có thất, có cấu có tịnh, vân vân, hết thảy đều biết cả. Bồ Tát biết hết thảy các pháp rồi, lại đưa các pháp vào tánh không, ở nơi các pháp không cũng chẳng chấp đắm quả thanh văn, quả bích chi Phật, vị Bồ Tát. Vì sao? Vì Bồ Tát phát tâm đại bi thương xót chúng sanh, nên dùng các phương tiện dẫn chúng sanh vào ba thừa đạo. Ví như nhà hóa học dùng tác dụng của các hóa chất để biến chất này thành chất khác vậy. Hỏi, nếu đã nói pháp tánh là không, thì vì sao còn phân biệt các pháp tướng để làm gì nữa? Đáp, vì các pháp vốn là tự tánh không, nên Bồ Tát không nói tánh không là có thể được, có thể chấp, lại cũng không nói các pháp tướng sai khác nhau là không có được vậy. Không nói ở đây chính là tự tánh không, là vô quái ngại. Đây là bất khả đắc không, Bồ Tát biết rõ bất khả đắc không, nên dùng trí huệ bát nhã dạy cho chúng sanh biết rằng thật tướng của các pháp là bát nhã ba la mật. Hỏi, hết thảy 96 bộ kinh thơ của thế gian để có nói đến thật tướng các pháp, vì sao các kinh thơ này không được gọi là bát nhã ba la mật?
Vì sao chỉ riêng kinh Đại Thừa Maha Diễn mới nói thật tướng của các pháp chính là Bát Nhã Ba La Mật? Đáp: chẳng phải như vậy. Các kinh thơ của thế gian chỉ nêu lên những pháp về thuật an dân, trị nước, giáo dục gia đình. Các kinh thơ này không nói về thật tướng pháp. Hàng ngoại đạo do tâm đắm trước tà kiến chấp nên chẳng có thể thấy được thật tướng pháp. Hàng thành văn tu bốn thánh đế tuy có quán về vô thường, khổ, không, vô ngã, lại cũng có quán về thật tướng pháp. Nhưng vì không có đầy đủ trí huệ, không hay vì chúng sanh nói pháp, nên dù đã có thật trí huệ mà trí huệ đó vẫn chưa được gọi là Bát Nhã Ba La Mật. Ví như khi Phật nhập vào Tam Muội thì hàng thanh văn dẫn đến Ngài Xá Lợi Phất cũng không thấu rõ được. Vì sao? Vì A-La-Hán từ khi sơ phát tâm không phát đại nguyện độ hết thảy chúng sanh, không đầy đủ tâm đại bi, không cầu hết thảy công đức, không cúng dường hết thảy chư Phật khắp mười phương, không cầu thật tướng của hết thảy các pháp, mà chỉ cầu thoát sanh tử. Trái lại, Bồ Tát từ sơ phát tâm đã phát đại nguyện, có tâm đại bi, cầu hết thảy các công đức, lại cũng thường tu quán vô thường, khổ, không, vô ngã, lại cũng thường quán ngoại duyên ở nơi thật tướng là chẳng phải tịnh, chẳng phải bất tịnh, chẳng phải thường, chẳng phải vô thường, chẳng phải khổ, chẳng phải lạc, chẳng phải có, chẳng phải không, chẳng phải ngã, chẳng phải vô ngã. Bồ Tát tu quán như vậy mà chẳng có chấp, chẳng có đắc, không bỏ pháp thế gian mà cũng không trú đệ nhất pháp. Vì sao? Vì Bát Nhã Ba La Mật biến khắp thanh tịnh nên không phá, không hại tục đế vậy. Hỏi: nếu nói thật tướng Bát Nhã Ba La Mật là vô tướng, pháp Bát Nhã Ba La Mật là pháp vô sở đắc, thì làm sao người tu hành có thể thấy, có thể tu được pháp Bát Nhã Ba La Mật? Đáp: Phật tùy căn tánh chúng sanh mà phương tiện thuyết pháp. Nếu y theo pháp Phật mà hành trì thì sẽ được đạo. Ví như leo lên chỗ cao phải dùng thang, muốn vượt sông vượt biển phải dùng thuyền bè vậy. Bồ Tát từ sơ phát tâm đã nghe Phật cùng chư đệ tử của Phật thuyết về pháp không, đã rõ biết hết thảy pháp là rốt ráo không, nên tâm chẳng còn chấp trước, đã dệt hết các hí luận, đã thấy rõ đệ nhất pháp thật tướng là tướng Niết Bàn, an lạc, tịch tịnh. Thế nhưng vì muốn độ thoát chúng sanh nên Bồ Tát không thủ tướng Niết Bàn mà nghĩ rằng ta này chưa đầy đủ phước đức, trí huệ nên chưa thường dẫn đạo chúng sanh, bởi vậy nên ta phải tu sáu pháp Ba La Mật, hành đại pháp thí, tu trí huệ để có đầy đủ phương tiện dẫn đạo chúng sanh, đưa họ vào ba thừa đạo. Bồ Tát dạy cho chúng sanh biết rõ do nhân duyên trì giới mà được sanh làm trời, làm người tôn quý, được thoát khỏi ba đường ác. Do nhân duyên nhẫn nhục mà tiêu trừ được tâm sân nhuế mà được thân đoan chánh. Do nhân duyên tinh tấn mà phá được tâm giải đãi trong nhiều đời, được thân kim cang, lại dùng tâm tinh tấn ấy để phá giải kiêu mạn, đưa đến Niết Bàn thiền định. Bồ Tát thành tựu các công đức ấy rồi lại bị chúng sanh thuyết pháp ly dục và thuyết Bát Nhã Ba La Mật. Trong kinh nói: tỳ kheo nhất tâm quán thật tướng pháp, tu hành đàn Ba La Mật, tu mười thiện đạo, tu thi la Ba La Mật. Nhưng nếu chưa đầy đủ thiền định trí huệ thì vẫn chưa được ly dục, nên phải tu nhẫn nhục mới ly được các dục. Với ba độ trì giới nhẫn nhục tinh tấn nêu trên đây, Bồ Tát chỉ mới khai thị được một biệt môn, đó là phước môn mà thôi. Bồ Tát lại dạy chúng sanh rằng các quả phước báo cũng vô thường, khi hưởng hết phước lạc rồi thì cũng sẽ bị đoạn, do vậy mà phải sanh tâm nhàm chán sự thọ phước báo hữu lậu, cầu thật tướng pháp, nhất tâm tu quán, tu thiền định, trừ năm dục năm cái, tinh tấn hành Bát Nhã Ba La Mật. Trước đây nói về chín độ trì giới, tinh tấn và nhẫn nhục. Đối với ba độ này, người tu dù ít tinh tấn cũng có thể tu được. Nay nói về tu Bát Nhã Ba La Mật là pháp tu thật tướng pháp, nên người tu phải nhất tâm tu thiền định mới mong có được trí huệ Bát Nhã. Thiền định và trí huệ khó tu khó được, nên người tu phải nhất tâm tinh tấn mới được vậy. Hỏi: phải hành cả năm độ kia mới được Bát Nhã Ba La Mật hay sao? Đáp: có hai trường hợp hành Bát Nhã Ba La Mật, đó là hành Bát Nhã Ba La Mật chung với năm Ba La Mật kia, hành riêng Bát Nhã Ba La Mật. Ví như bốn đại hòa hợp chẳng rời nhau, khi tu Bát Nhã Ba La Mật mà chẳng rời năm Ba La Mật kia thì gọi là tương ưng trí hành, được đầy đủ Bát Nhã Ba La Mật. Có người chỉ tu một hoặc hai hoặc ba hoặc bốn Ba La Mật mà cũng được Bát Nhã Ba La Mật. Ví như người tu bố thí mà biết rõ thật tướng pháp là được đàn Ba La Mật, là vào được Bát Nhã Ba La Mật. Người tu trì giới không não hại chúng sanh mà tâm không hối,
Lại nữa, ở nơi các tướng chẳng sanh tâm phân biệt thương ghét, ở nơi hết thảy chúng sanh hành các pháp bình đẳng là được thi la ba la mật và được bát nhã ba la mật. Nếu còn ghét người làm tội, thương người không tội là còn não hạ chúng sanh. Bồ Tát thường hành bố thí trì giới với tâm bình đẳng như vậy mới được đàn ba la mật, được thi la ba la mật mới và được bát nhã ba la mật. Lại nữa, Bồ Tát nếu không tu pháp nhẫn thì không thường nhẫn hết thảy chúng sanh. Bồ Tát thực hành pháp nhẫn nên chẳng thấy có người đến đánh mắng mình, cũng chẳng thấy có mình thọ sự đánh mắng của người khác, mà chỉ tự nghĩ rằng do nghiệp nhân duyên đời trước mà nay phải thọ quả báo vậy thôi. Bồ Tát quán như vậy rồi còn chẳng thấy có mình nhẫn, chẳng thấy có người để nhẫn, chẳng thấy có pháp nhẫn nên vào được chỗ rốt ráo tịch tịnh, được pháp ấy rồi thì chẳng còn nào làm não loạn chúng sanh. Vì lúc bấy giờ pháp nhẫn đã tương ưng với trí huệ bát nhã ba la mật. Lại nữa, ở nơi hết thảy pháp, Bồ Tát thường tinh tấn nên phân biệt, biết được hết thảy các pháp, rõ biết thật tướng của hết thảy các pháp. Như vậy là tinh tấn trở thành trí huệ. Bồ Tát lại rõ biết thật tướng của tinh tấn là ly sanh tâm, là như thật tướng bất động. Tinh tấn như vậy dẫn sanh bát nhã ba la mật. Bồ Tát lại biết rõ tinh tấn cũng là như huyễn như mộng, chẳng phải thật có nên chẳng sanh tâm, chẳng nhiếp niệm, được tâm thường như như bất động nên vào được thật tướng các pháp. Bồ Tát chẳng dùng thấy, nghe hay biết mà vẫn vào được thật tướng các pháp. Vì sao? Vì biết rõ sáu căn sáu trần đều là hư dối, chỉ do nhân duyên quả báo mà có chỗ thấy, chỗ nghe, chỗ biết vậy thôi. Tất cả đều do nghiệp lực cả, đã là do nghiệp lực thì đều là hư vọng, chẳng thể tin được. Lại nữa, Bồ Tát biết rõ chỉ có chư Phật mới có thật tướng trí huệ. Muốn được thật tướng trí huệ phải y nơi thiền định, nhất tâm quán thật tướng các pháp. Như vậy mới được thiền ba la mật, mới vào được nơi bát nhã ba la mật. Có người không tu năm ba la mật kia mà chỉ nghe đọc kinh rồi tư duy mà thông đạt được thật tướng các pháp, như vậy là dùng phương tiện trí mà được thật tướng các pháp vậy. Cũng có người chỉ nghe thuyết về khổ đế mà được cả bốn thánh đế, cũng có người phải nghe đủ cả bốn thánh đế mới được đạo. Phật dạy các tỳ kheo, các người đoạn được tham dục là vào được đạo A Na Hàm. Vì sao? Vì đoạn được tham dục thì sân si đều dứt cả. Tu sáu ba pháp ba la mật cũng như vậy, tất cả sáu pháp ba la mật đều phá các hạnh ác như bố thí, phá san tham. Bởi vậy nên Bồ Tát tu sáu pháp ba la mật mà chẳng chú hết thảy các hạnh pháp vào được bát nhã ba la mật. Vì sao? Vì các hạnh đều hư dối, chẳng thật có. Các hạnh dù là thiện dù là ác cũng chẳng nên chấp. Hỏi, đã nói trí huệ bát nhã thì vì sao còn phân biệt ba hạnh là phạm hạnh, thiện hạnh và thánh hạnh? Đáp, hành mà vô sở hành mới gọi là thánh hạnh. Vì sao? Vì thánh hạnh chẳng rời ba giải thoát môn, còn thiện hạnh và phạm hạnh vẫn còn là chúng sanh hạnh. Còn chúng sanh tướng, các bậc thánh hiền dùng vô trước tâm hành mới chẳng có lỗi lầm. Vì sao? Vì hành mà vô sở hành mới thật sự là pháp vô sở đắc. Do vô sở đắc nên chẳng sanh hư vọng, mà thường thanh tịnh và được thật tướng pháp. Cầu sắc tức thị không, không tức thị sắc trong kinh Bát Nhã Ba La Mật nêu lên ý nghĩa vô sở đắc vậy. Không ở đây có nghĩa là từ xưa đến nay vốn thường tự không, bởi nhân viên, bởi nhân duyên vậy nên chẳng nên hỏi phải hành bao nhiêu pháp ba la mật mới được bát nhã ba la mật. Phật vì thương xót chúng sanh nên đã phân biệt nói có ba hạnh mà chưa vội nói về đệ nhất nghĩa. Hỏi, nếu nói hành vô sở hành mới là pháp vô sở đắc thì người tu hành y vào đâu để cầu đạo? Đáp, vô sở đắc có hai nghĩa. Một, người thế gian mong cầu việc gì mà chẳng được như ý muốn thì gọi là vô sở đắc. Hai, người có trí huệ bát nhã, biết rõ thật tướng của các pháp là tướng vô sở đắc. Vô sở đắc nêu trên đây chẳng phải là không có phước đức trí huệ để tăng ích thiện căn đắc mà chẳng chấp mới thật là vô sở đắc. Phàm phu khi hành các thiện công đức thường chấp có chỗ đắc của mình, như vậy là hữu sở đắc. Trái lại, Phật và chư vị Bồ Tát thường vô sở đắc. Đến đây chỉ lược nói về nghĩa của bát nhã ba la mật, ở các chương sau sẽ giải rộng thêm nhiều. Hết quyển 18.